bạn đã bao giờ nhìn thấy trái dâu tây có cục u kỳ lạ này chưa? Hôm nay mình tiếp tục thu hoạch dâu tây nữa nhé, vẫn là cái cây dâu Sky. Kỳ lạ nhất là trái có cục u như vậy nè, mình đoán là thụ phấn nó quá là đều rồi. Cho bạn nào chưa biết thì cái tên Sky có mang ý nghĩa ngon tới nỗi bay lên trời á. Sky có trái to từ 33 đến 60 gram, vị của nó vừa ngọt vừa chua kiểu 50-50. Còn đây là mấy trái dâu bạch tuyết, trái của nó có vị khá giống trái thơm, video sau mình kể chi tiết hơn nhé. Và đây là thành quả thu hoạch của ngày hôm nay.